Mến chào tất cả anh em gần xa đang xem kênh Phục Tùng Gãi Xe của Nguyễn Hùng Vĩnh Long. Ngày mới là kính chúc tất cả anh chị em là thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đó, bên em sẽ tiếp tục gửi đến tất cả anh chị em là cục máy nha nè. Cục máy bít cực kỳ VIP nha nè. Em cũng đã vệ sinh sạch sẽ ha. Bắt đầu là giờ quay chi tiết cụ thể cho anh em xem. Đây. Đó. Cục máy này thì em cũng mới chia của anh em lại nha nè. Nói chung cục máy này giá nó gắt lắm nha nè. Đó thì em sẽ quay chi tiết từ từ cho anh em xem. Sẽ zoom móc đầu bò lên cho anh em xem ha. Đó. Ốc đầu bò có dấu nha anh em. Đó, anh em coi ở ngoài thì ốc sẽ vàng hơn nha anh em. Đó, tại trong này á, nó lấy nét nó sâu ha. Với một phần nữa là coi ốc nó khác nha anh em. Này là ET5 nha anh em, ET5 ha. Đó. Ốc mà anh em coi đi. Đó. Nó còn cái miếng phíp đen nữa nha anh em. Máy này em bao cho anh em đi. Đó, không mạnh là tặng cho anh em cục máy luôn. Đây ốc đầu bò nha. Ốc đầu bao đẹp nha nè. Đó, gòn lá cờ anh em thấy không? Đó, gòn lá cờ còn luôn nha. Cái này em mới có vệ sinh sơ sơ rồi nha nè. Đây em sẽ quay bên cái phần lốc màu cho anh em xem nè ha. Ốc đó. Thấy không? Ốc là bao cho anh em nha. Đó, chưa một lần bắn ra nha nè. Đó. Đây, ốc chín nồi nè. Cực kỳ đẹp luôn nha nè. Đó. Cốt bao vàng luôn. Lắp nồi là nó chỉ bị ngay chỗ này thôi nha nè. Nó chỉ bị chỗ này thôi. Còn tất cả chỗ lại là ok đẹp hết ha. Với cái nắp nhựa nha nè. Đó, nó bị bể nè ha, bị nứt nè. Đó, chỗ này ha. Còn tất cả là ốc là ok đẹp hết ha. Đó, cụ đề bao đẹp nha nè. Đó, cụ đề bao đẹp ha. Ốc là vàng ửng luôn nha nè. Đó, anh em xem cái phần đuôi nè, nó mới vệ sinh sơ thôi nha anh em. Dây nhợ là em bao hết nha. Đó. Đây em sẽ quay cái cốt kéo cho anh em ha. Cốt kéo nè, anh em thấy không? Bao VIP nha nè. Cục máy là cục máy thắng đĩa nha nè, cục máy thắng đĩa ha. Đây lốc lửa này ha, lốc lửa này nó có nổ đây. Đó, nổ. Còn lại là ok hết ha. Cái qua lăng mâm điện này nó ác lắm nha nè. Nó ác lắm. Trước khi về là em đã có cha dán keo ha, để lúc mình vệ sinh nó không vô nước nha nè. Đầu lòng là bao VIP nha nè, màu trùng luôn nha. Đó. Ha, anh em lúc mà bên chủ xe nó rửa ha, nó đã làm gách nè ha. Đó. Ốc là bao đẹp ha. Đây cái đuôi cá nè, cực kỳ VIP nha nè. Đó. Ốc này anh em thấy không? Đó. Ở đây em bán hàng là em quay chi tiết ốc rồi cho anh em xem nha. Đó.
ốc này nè, thấy không, nhắn phới luôn ha. Đó, vàng khè luôn nha nè. Đó, nắp cò nè anh em thấy không, chưa một lần chỉnh cò nha nè. Đó, có dấu dặn vô thì có nha, đó, dặn ra chưa có nha nè. Đó, thùng nè anh em thấy không, đó, củ đề nè, củ đề những cái thùng nè, chưa có gách luôn nha nè. Đó, thì ngay chỗ này nè ha, đó, lúc mà bị hạ cục máy xuống rồi nè, đó, chắc cú là nó cấn ha, đó này không bị chày ha. Đó, dây nhợ thì em bao cho anh em ha. Đó, chân giác đều ok hết nha anh em. Đó, rửa sạch sẽ cho anh em hết ha. Đó, còn ở đây thì em sẽ tặng nha anh em, đây em sẽ quay cái phần dưới cho anh em xem nha. Mà anh em coi ốc nè, đó, ốc bò bò không, cực kỳ vàng nha nè. Đó, nắp xúc bắp nè. Đó, nè cái phần dưới nè anh em thấy không, đó, ngon nè. Đó, quay gần cho anh em luôn nha. Đó, ốc là bao tuôn gần nào chứ nha nè. Đó, thấy không, nè, lóc là bao đẹp nha nè. Đó, còn phần dưới này chưa có vệ sinh nha nè. Đó, này ba cái phần sình ha, anh em lao là ra hết nha nè. Ốc xả nhớt nè anh em thấy không, nó còn ẩn bảy màu luôn nè. Đó, nhưng mà là do phần ở dưới này nó văng lên nè, thì đương nhiên nó phải có dấu chày rồi. Đó, xe này order đâu trên 20 mấy ngàn cây nha nè. Đó thì anh em coi nè, đó đây em sẽ tặng cho anh em hai con ốc nha, hai con ốc cổ bồ nha nè. Đó, xi zin luôn nha. Cúp đạp nè anh em coi đi, bao grip. Cục máy nè em xin báo giá luôn nha anh em. Đó, thì lúc em mua thì nó không có hai con ốc đua cá ha, thì anh em mua thì em sẽ cho hai con ốc đua cá luôn nha anh em. Đó, cục máy này em xin báo giá luôn nha anh em. Đó, cục máy này á, nè anh em thấy coi xăng không. Đó, nó có cái phíp đen nữa nha anh em, có phíp đen nữa nha. Đó, này là về là anh em chỉ đổ nhớt và chạy thôi, ngoài ra không là cần làm gì hết nha anh em. Đó, máy là cực kỳ bốc, cực kỳ đi nhẹ nha anh em. Giá cục máy này anh em nào lấy là để cho anh em là 38 triệu nha anh em. Còn anh em chơi mắc kẻ thì nói chung thì cũng có nhiều anh em bán máy giá cũng mười mấy triệu nữa nha em. Nói chung thì tiền nào của đó, mong anh em xem và thông cảm giúp em ha. Đặc biệt ở đây máy em chơi là máy là từ hàng 27, 25 cũ ăn lên nha anh em. Đó, nói chung cục máy rất quan trọng nha anh em. Đó, rồi clip giới thiệu cục máy order trên 20.000 cây tới đây em xin kết thúc nha anh em. Đó, chúc tất cả anh chị em gần xa xem clip của em vui vẻ. Nếu thấy clip hay và mới kênh Phục Tùng của em, hãy ủng hộ một like, một đăng ký kênh nha anh em, để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dùng cái thải 10 ha. Rồi hẹn tất cả anh em những clip tiếp theo nhé.